Học tiếng phổ thông Trung Quốc Các bạn, thính giả thân mến! Trong bài giảng trước, chúng ta đã học một câu đối thoại. Bây giờ chúng ta cùng ôn lại. Các bạn hãy mở trang thứ 13 và đọc theo phi yến. Tuệ, Bảy Kinh Xia Thiên, Hẳn Rỡ, Yô Sử Kỳ Thiên, Yô Mân, Yô Rỡ, Bú Gò, Yí Xia Yú, Chô Lãng Khoai Ây đây, mùa hè của Bắc Kinh rất nóng, có khoảng mười mấy hôm vừa oi vừa nóng nhưng sau cơn mưa thì mát rồi. Tuệ, Bắc Kinh đã xa thiên hẳn rỡ, có mấy chỉ thiên, có mấy có rỡ. Bất quá, y xa yu, chú Chúng ta học tiếp. Mời các bạn mở trang thứ 13. Chiu thiên na. Mùa thu thế nào? Chúng ta học từ mới. Chiu. Phụ âm. Chi ghép với nguyên âm kép yo thành thứ nhất chiêu 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 thiên có nghĩa là mùa thu na phụ âm nơ ghép với nguyên âm ơ thanh nhẹ na 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 có nghĩa là nhỉ đấy vân vân mời các bạn đọc theo phi yến 秋天呢？mùa thu thế nào？秋天呢？Chúng ta học tiếp. Mời các bạn mở trang thứ mười bốn. 我最喜欢北京的秋天了，不冷也不热，舒服极了，真是秋高气爽。 Tôi thích nhất mùa thu của Bắc Kinh. Không lạnh, cũng không nóng. Rất dễ chịu. Thật là mùa thu trong sáng dịu mát. Chúng ta học từ mới. Phụ âm. Tư Ghép với nguyên âm kép. Vây. Thành thứ tư. Chuy. 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 Có nghĩa là nhất, vô cùng. Lỡ. Phụ âm. Lơ ghép với nguyên âm mũi ơ thành thứ ba lợn lận lỏng có nghĩa là rét lạnh nguội lạnh nhạt dễ bán nguyên âm y ghép với nguyên âm ơ thành thứ ba dễ 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 có nghĩa là cũng bố theo quy tắc biến điệu đọc thanh thứ hai. Bố, 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 su. Phụ âm kép, sư, ghép với nguyên âm. U, thanh thứ nhất. Su, 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 phụ. Phụ âm, phơ, ghép với nguyên âm. U, thanh nhẹ. Phụ, su, phụ. Có nghĩa là dễ chịu, thoải mái, thành thơi. Chỉ Phụ âm Chi Ghép với nguyên âm Y Thành thứ hai Chỉ 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 Có nghĩa là hết sức, cực kỳ, vô cùng, quá, cực Cao Phụ âm Cơ Ghép với nguyên âm kép Ao Thành thứ nhất Cao 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 chi <laughs> phụ âm chi ghép với nguyên âm y thành thứ tư chi 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 soảng phụ âm kép s si ghép với nguyên âm mũi Quang thành thứ ba soảng soảng cao chi soảng có nghĩa là trời thu trong sáng dịu mát mời các bạn đọc theo phi yến tôi thích nhất mùa thu của bắc kinh không lạnh cũng không nóng, rất dễ chịu. Thật là mùa thu trong sáng dịu mát. Chúng ta học tiếp. Nhân chiêu Mọi người đều thích mùa thu của Bắc Kinh. Chúng ta học từ mới. Rẫn Phụ âm R Ghép với nguyên âm mũi Ân Thanh thứ hai Rẫn 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 Mần Phụ âm Mua Ghép với nguyên âm mũi Ân Thanh nhẹ Mần 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 Rẫn Mần có nghĩa là mọi người, người ta, người dân. Tô phụ âm tơ ghép với nguyên âm kép ô thành thứ nhất. Tô 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 có nghĩa là đều mời các bạn đọc theo phi yến. Khoan chiêu mọi người đều thích mùa thu của Bắc Kinh. ]人们都喜欢北京的秋天. hôm nay chúng ta đã học ba câu đối thoại bây giờ chúng ta cùng ôn lại mời các bạn đọc theo phi yến một chiêu thiên à mùa thu thế nào chiêu thiên à chiêu thiên à hai wo duy si khoan bay 秋天了，不冷也不热，舒服极了，真是秋高气爽。tôi thích nhất mùa thu của Bắc Kinh, không lạnh cũng không nóng, rất dễ chịu. Thật là mùa thu trong sáng dịu mát. 我最喜欢北京的秋天了。 不冷也不热，舒服极了，真是秋高气爽。我最喜欢北京的秋天了，不冷也不热，舒服极了，真是秋高气爽。喂，<Bye. S 1> 人们都喜欢。 Bể, chín, đà, châu, mọi người đều thích mùa thu của Bắc Kinh. 人们都喜欢北京的秋天.人们都喜欢北京的秋天. Hôm nay chúng ta tạm học đến đây, bài giảng sau chúng ta sẽ học tiếp. Hoan nghênh các bạn đón nghe. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, Hoan nghênh quý vị và các bạn truy cập trang web của Ban Việt ngữ Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cringán.cn để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới. Cũng mong các bạn đóng góp ý kiến quý báu để chúng tôi không ngừng cải tiến cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện nhằm đáp ứng sự mong mỏi của quý vị và các bạn. Địa chỉ thư điện tử của chúng tôi là v y ngắn E A còn y ngắn chấm C O M, chấm C, N. tiết mục học tiếng phổ thông Trung Quốc hôm nay đến đây tạm ngừng Phi Yến và Hùng Anh xin chúc các bạn mọi điều tốt lành. Tạm biệt. đây là đài phát thanh quốc tế trung quốc chương trình phát thanh tiếng việt nam của đài chúng tôi đến đây là hết thân ái chào các bạn